Một chiếc lẩu xinh dành cho lễ Giáng sinh, nhưng mà điểm xuyến chính là hương vị của nước lẩu. Ở đây có bạn nào mà cũng thích vị chua chua cay cay không? Hôm nay cùng mình nấu nước lẩu sa tế mà có thể dùng được cho tất cả các món khác nhau, từ món lẩu Thái nè, tôm dùm và các món ốc nha. Nguyên liệu mình cần chuẩn bị thì gồm có 5 cây sả đập dập nè, 2 quả cà chua, 1 nhánh riềng, 3 củ hành khô, 5 tép tỏi, nửa quả thơm, 10 quả tắc vắt lấy cốt, 5 lá chanh và tương ớt chin su. Thêm một cái nguyên liệu đặc trưng để làm nên món này nữa, đó chính là sa tế tôm. Đầu tiên thì mình sẽ mang tất cả nguyên liệu đi xào thơm lên và cho thêm 1,5 lít nước sôi vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Nhưng mà đặc biệt là sa tế mà ngon thì nước lẩu của mình sẽ thành công được một nửa đó. Loại mình sử dụng thì là chin su sa tế tôm ớt sả tươi, mà công nhận á, vừa mới mở ra là đã nghe thấy cái mùi thơm đặc trưng của sả riềng và của tôm rồi. Khi mà cho sa tế tôm vào rồi á, mình thấy nước lẩu lên màu rất là đẹp, không có cần phải cho thêm bất kỳ một cái gì để tạo màu nước lẩu đâu. Sa tế tôm chin su này á, thì ngoài nấu lẩu mình cũng có thể để ướp món nướng nè, hoặc là làm những cái món xào, để hôm nào mình sẽ làm những món khác cho các bạn tham khảo thử nha. Trước khi mà tắt bếp á, thì các bạn cho thêm lá chanh và nước cốt tắc vào nè. Nước cốt lẩu như vậy là xong rồi đó, có thể kết hợp với các loại topping tùy sở thích. Nhưng mà hôm nay mình làm concept Giáng sinh mà, nên sẽ cuộn thịt cùng với lại nấm kim châm nè, và gói tàu hũ kẹp với lại thịt thắt nơ bằng hành. Làm như vậy á, thì sẽ giống như là những cái gói quà á, hoặc là các bạn có thể sáng tạo theo tùy sở thích nè. Thì sẽ đến bước trang trí nè, mình sẽ lót một lớp miếng lá chần sơ với nước sôi ở bên dưới và cho thêm rau, dùng một que xin cố định và cải chip thì sẽ làm thành cây thông, cứ lá to thì bên dưới, rồi đến lá vừa và đến lá bé là ở bên trên cùng. Gắn thêm ngôi sao bằng cà rốt và cho những gói quà ở bên dưới cây thông. Với người tuyết thì mình sẽ làm bằng củ cải trắng bào ra, vắt khô nước, vo tròn và gắn mắt, gắn mũi và đội nón thì sẽ thành hình xinh xắn như thế này nè. Thêm ớt chuông đỏ và ớt chuông vàng nữa để cảm giác như là cây thông có những cái quả châu ấy. Vậy là nồi lẩu sa tế Giáng sinh của mình xong rồi đó. Giờ chỉ cần cho nước lẩu vào và bật bếp để rau thịt chín là thưởng thức thôi. Một nồi lẩu vừa đẹp mắt nè, nước lẩu thì đậm đà, chua cay, mặn ngọt đều đủ cả. Hương vị rất là dễ ăn luôn, thử ngay đi các bạn ơi.